Thì giới thiệu với các bạn, đây là con AZC200mm của Jasic. Jasic này thì được sản xuất nội địa và nhập qua tiểu ngạch về Việt Nam. Con này là con Jasic Mini thì nó bé này thôi nhưng mà nó rất là nặng. Nó là 3 bo. 3 bo liền chứ không phải là 1 bo đứng đâu. 3 bo, bo 1, bo 2, bo 3. Còn đây là con này để tôi đang tích hợp xem là nó có thể hoạt động được với môi trường điện yếu không. Thì bây giờ hiện tại nó là điện áp của tôi đang đặt nó là 200 này. 200 thì anh đang Hàn quay mấy ly nhỉ? Anh Hàn đi anh xem là có ổn định không? Anh Hàn hộ em. Hàn hộ em. Ngọc Hàn hộ anh cái nào. Đeo kính vào Ngọc ơi, đeo cái kính vào cái. Đeo vào đi. Đeo kính vào. Đây là thợ Hàn chuyên nghiệp đây. Đây là điện áp 200V và đang đặt ở chế độ 152A. Em cho xuống à? Hơi khỏe à? Đang đặt ở chế độ 88A để kiểm tra. Đây là 114 à. Anh thử đặt để anh đặt xem là cái điện áp nó thấp hơn nữa xem là nó được bao nhiêu nhá. Đây đang để 150 à. Đây 150. Khánh thử xoay đi để cho nó cái này tăng chỉnh đi. Tăng chỉnh như nào. Tăng lên nào. Tăng lên đấy. Giảm xuống, giảm điện áp xuống đi. Giảm xuống còn 150, giảm xuống. Rồi 150V, ok. Đây Ngọc thử Hàn thử xem nào. Cắm lại dây nào. Anh đứng. Đây là điện áp 150V ở Hàn que 2 ly rưỡi nhá. Lấy cho anh mấy 1, 2 que 3 ly cái. Để cho khách hàng người ta Hàn thử xem. Đây là đang để điện áp 150V này anh này. Thế chắc là trong bản thì nó cũng chỉ là điện này thôi chứ đúng không? 150V mà để đang đặt ở chế độ là 148A. Hàn que 3 mấy ly đấy khải, em? 3 ly à? 3 ly, đây là đang hàn que 3 ly. Cái tấm sắt này nó hơi nhiều xỉ thì phải. Khánh thử lấy cái tấm sắt sạch mới cho anh Ngọc anh Hàn thử xem. 171 để hàn que 3 ly và điện áp là 150 nhá. Thế nào anh? Vài sao mày hướng dẫn anh Giang đi. Chưa cần mắc cầu vẫn hàn được V3 à? Chưa cần mắc mà vẫn hàn được V3 à? Mở điện áp 150. Đây điện áp 150 này. Mà trong khi đó là chưa cần maximum cái điện áp đầu ra. Dòng điện đầu ra chưa cần mắc thì tôi sửa cho mắc lên nhá. Rồi mắc là 200. Em hàn xem khỏe hơn không? Khỏe hơn nhiều đúng không? Và đấy. Bởi vì con này nó chạy bằng inverter IGBT. Nhưng mà thường cái dòng IGBT khác nó sẽ là một bo đứng. Nhưng hiện tại là con này nó là 3 bo. Vì vậy cho nên là cái bộ kích điện ở trong này nó khá là ổn định. Nó không giống như loại một bo kia thì hơi yếu. Đây các bạn này, nhìn thấy không? 150V và vẫn hàn được que 3 ly. Hàn đẹp luôn đấy. Hàn đẹp luôn. Đây để tôi xem mối hàn nào. Đây là mối hàn đấy nhá. Đây là lúc để điện 180. À đây điện 180 à? Đây điện 200 à? Vâng. À. Cái cục này của anh nó xỉ quá. Bỏ được chưa? Bỏ rồi. À. Còn đi còn chỗ nào ở đâu? Đây hình con cóc rồi đúng không? Vâng.
đây. Hàn lại một mối hàn ở điện điện áp 150 cho anh em YouTuber xem. Đây, đang là điện 150 nha các bạn nhá, không điều chỉnh một tí nào luôn. Đây là bộ bộ này là bộ thử máy hàn của chúng tôi đây. Chuyên để thử điều áp xem là các loại máy hàn nào mà có thể là nó phù hợp được với cả môi trường điện áp thấp để tư vấn được cho anh em cho nó đúng cái chỉ số đó. Đây, điện 150 và đây là mối hàn 3 ly 2 nhá. Chứ không phải nhìn cái đường to này là mối hàn 3 ly 2 này. Đấy. Đấy, có anh em là có nhu cầu mà ở nơi điện áp thấp và dây dẫn kéo dài thì hãy liên lạc với tôi. Con này bao tiền đấy? Con này nó hơn 2 triệu đấy em ạ. Để tôi đi tôi mở cái này ra cho các bạn xem là nó đúng là ba bo không. Gọi Khánh của anh để nó tháo sang, nó tháo cái này cả Khánh. Để cho khách hàng được xem luôn. Kính đấy anh xem cái giá của em với. Giá ở cái hộp ấy. Khánh có bận không? Đây sao? Đây, mời các bạn sang bên trung tâm điện máy Đăng Nga chúng tôi. Hiệp quay hộ tao để tao tháo cái này ra cho anh em xem cái. Tháo ra xem nó mấy đúng ba bo không? Cái này gọi là gì ạ? Sao em? Búa của 723007. Búa đây rồi, búa đây rồi. 722003. Không hai cái ạ. Đây anh ơi, anh mua máy anh vào đây xem nào đúng ba bo không ạ? Nó là hai bộ của anh Nam. Em xem là những cái gì mà nó xong rồi thì cái gì biết thì giải quyết ra. Đây là hàng này, là hàng nội địa chứ không phải là hàng xuất khẩu về Việt Nam. Cho nên là nó dành cho cái đội người dân Trung Quốc dùng. Và nhìn chất sơn rất là mịn. Nó không nhè nhoẹt giống như là đơn vị khác. Đây. Đây là ba bo này. Thường những cái khác ấy thì các cái này của nó chỉ là một bo dựng thôi, nhưng của tôi đây là ba bo thì có cục biến áp này, là cục biến áp đầu ra này. Cục biến áp đầu ra này nó rất là tương thích với cả cái đội mà điện yếu ấy. Anh vừa xem là có 150V đúng không? Đấy, vì vậy vẫn hàn được 3 ly 2 bình thường đấy, rất là ổn định. Thường thì các cái chỗ khác nó chỉ là các cái máy khác nó chỉ là một bo thôi, đúng không anh? Nhưng anh cầm cái này anh nhấc lên rất là chắc chắn, anh nhấc thử xem chắc không? Nhìn rất là nhẹ nhàng và chắc chắn đúng không? Và cái bộ phận linh kiện của máy này rất là đầy đủ, không giống như các cái máy kia. Đấy, vì vậy cho nên là nếu như anh mà hàn trong bản con này thì rất ok, đảm bảo anh rất ok. Đấy thì quyết định là lấy con này chứ. Để đi tí. Ok, anh em ra học tí cho nó vui nhỉ. Còn hai đứa. Được. Đồng ý, 2 triệu, bán cho anh 2 triệu. Tính đấy thì em không biết được đâu, anh phải xem giá ở trên kia nó như thế nào đấy.